Chồng bà cô chú và tất cả các bạn, thì buổi chiều hôm nay mấy chị em mình sẽ làm cái món xôi mít nha. Mình nấu xôi với nước cốt dừa, sau này tí nữa mình sẽ lột mít á, mình để xôi ở bên trong cái muối mít thì mình ăn cho nó ngon. Thì giờ chị Hồng sẽ lột dừa rồi mình đi nạo dừa mình nấu xôi. Trong thời gian chờ cho xôi chín thì mình sẽ lột mít. Bữa nay mưa gió đùng đùng luôn, mấy giờ này mà như sập trời vậy đó. Trời mưa mà ăn xôi là ngon đó chị Hồng ơi. Mà lâu lắm thì mình cũng không có nấu xôi ha. Lúc này mình ít có làm mấy cái món của miền quê mình. Giờ mình sẽ quay lại mình làm mấy cái món của quê mình đi. Vừa rẻ quá làm món quê hương có nước cốt dừa. Mình nạo máy không cần gọt sạch đâu chị Hồng. Khỏi cần lọt phải không? Dạ. Gọt sơ sơ thôi. Cái đập cho mà em đem vô em nạo máy. Thường thường chị hay chị gọt cho nó bóng luôn phải không? Bóng. Tại chị nạo bằng tay á thì mình phải làm cho sạch để tí nữa mình vắt á. Với mình cầm sợ nó rớt vô dừa. Chị hai mình đang chuẩn bị củi lửa nè. Lên một cái bếp lửa than để chuẩn bị mình xôi. Chị hai mình đặt cái nồi xôi vô cho nước nó sôi á. Tí nữa khi nào nước sôi thì mình cho nếp vô. Trời mưa cái mấy chị em mình làm tất bật. Sợ mưa tới cái nước rồi nó chảy tùm lum. Mình chặt hẹp nên là mình làm cho nó nhanh. Rồi chị Hồng mình sẽ mần thịt cái mít nha. Giờ chị xẻ ra nè. Cái mít nó ngon. Muối đặc hết trơn ha. Mít này mít Thái hả chị? Mà chắc mít Thái quá. Muối nó đặc ngạt hết trơn. Này giống dây chuyền sản xuất của em. Chị Hồng gọt đưa qua cho chị Hai lột ra muối nè. Cái này mình chỉ lấy những cái muối mít nguyên thôi, để tí nữa mình mở ra mình nhét xôi vô, còn mấy cái nữa thì mình ăn ăn sống. Cái này nấu chè Thái chắc ngon á chị Hai. Mà tiếc cái giờ không có sầu riêng như. Có mít mà giờ không có sầu riêng mới chết nè. Nó bự quá chị. Cái sơ ăn chắc ngon hả chị? Em thấy nó bự ghê luôn á, sơ cái gì vậy? Ở cái muối mít làm sao mà nó dày thịt mới mê gì đâu á. Nó bự quá ha. Em nãy giờ em lo nấu em chưa đi nạo dừa nữa nè. Tại vì cái xôi gần chín á mình mới để nước cốt dừa nó vô nên mình cũng chưa có gấp. Ờ cái nè. Cái sơ bự nè. Đưa em. Nè. Nhưng mà lỡ ăn mà có đau bụng cũng không dám khai nữa. Khai phải chị chửi. Sao cái quá trời chị Hồng đã ghê. Mít ngon thấy ghê luôn á. Nó về cui à. Mình mới ăn có một cái sơ mình thấy chị Hồng với chị Hai cũng làm lia lịa nha. Ai mà lột mít không ăn mới lạ luôn á. Nhìn thấy thèm. Trời buồn rồi. Bắt đầu có mưa lâm râm rồi. Nồi xôi của mình nước đã sôi á, giờ chị Hồng đang để nếp vô để mình xôi nè. Mình xôi nếp thì ít nhưng mà cái nồi bự quá bự. Này chắc cũng nhanh tính lắm nè chị Hồng. Giờ chị Hồng sẽ vàng nó ra hay để vậy luôn?
có hơi. Dàn ra cho nó có hơi cho nó lẹ. Giờ mình đậy nắp lại mình chờ đợi thôi. Nồi xôi của mình nãy giờ chắc cũng đã nở rồi, giờ mình lại mình xem nha. Trời bắt đầu bớt mưa nè, nãy không có chỗ đứng chỗ ngồi luôn. Ôi xôi của mình ngon quá luôn. Giờ chị Hồng sẽ tưới nước cốt dừa vô nha. Mình nói vậy thôi chứ nãy mình cũng đi xay trái dừa nè, để có nước cốt đặng mình tưới vô cho nó béo. Cái xôi mình phải nhờ cái nước cốt này đây. Trong cái xôi này á, thì chị Hồng có để một chút xíu muối. Còn đường thì tí nữa mình để sau nha. Giờ mình cho cái nước cốt nó thấm đượm vô đây cho nó béo nè. Thì tí nữa mình mới để đường vô sau. Giờ chị Hồng sẽ tưới một lần nữa nè. Trời cái này hạt nếp của mình tí nữa sẽ bóng lên nè. Thơm quá rồi. Giờ chị Hồng mình sẽ để đường vô nha. Trời ơi, nó bay mùi lên nó béo ngậy luôn á chị Hồng ơi. Quá trời thơm luôn. Khói nhiều quá làm cho cái màn hình mình nó mờ khó thấy hạt xôi quá. Đó, giờ nó sáng lên rồi đây. Nghe cái mùi thơm tuyệt vời. Xôi của mình cũng đã chín rồi, giờ mình đem ra ngoài cho nó nguội bớt thì bắt đầu mình sẽ dồn vô mít nha. Mít thì chị Hai sẽ lấy hộp. Mình thay thế cái hộp mít bằng xôi. Mình nhét cái xôi này vô trong. Tí nữa mình ăn nó sẽ thơm hơn. Rồi bên ngoài thì giống như có mít, nó có trái cây á. Mình ăn nó giòn giòn. Tại vì mít này là mít Thái. Ở bên trong thì cái hạt nếp của mình nó dẻo dẻo mà nó có nước cốt dừa. Nó béo ngậy luôn á. Mít này mình lấy muối nguyên không nè. Mấy muối này là toàn là những muối đẹp mình lựa ra để mình nhét xôi vô mình ăn đó. Còn mấy cái nữa thì mình ăn không rồi. Giờ mình coi chị Hai xẻ nha. Chị xẻ làm sao mà cho đủ cười mỏng mỉm rồi đừng te tét ra nhét vô không được. Nhà có con dao cũng tiện quá chị Hai, nó gãi cái mũi chứ nó nhọn quá ăn. Chị Hai mình hoàn thành cái muối mít rồi. Đẹp chưa? Để hột mít lại luộc ăn gì Hai? Hột này bự nè. Đó, qua cái công đoạn của chị Hồng với mẹ nè, nhồi xôi vô mít. Trời mưa mưa này mà ăn giờ mình bán này chắc đắt lắm đó chị Hồng. Đúng rồi ạ. Nãy giờ mẹ chị Hồng mình làm được một dĩa luôn rồi nè. Cái muối mít này nó bự quá nên mình nhét vô cái thấy no tròn lên đó chị Hồng. Dĩa xôi mít của mình cũng đã xong rồi nè. Giờ mình chuẩn bị thưởng thức thôi. Mẹ với hai chị thưởng thức đi. Thử coi cái món xôi mít này làm ngon không. Thấy người ta làm nhiều lắm mà mình mới lần đầu thử nè. Hôm đó mình có làm nhưng mà làm màu tím chứ không có làm màu trắng. Mời cả nhà cùng ăn xôi mít với mình cho vui. Bữa nay có khác chút là làm quá trời nước cốt dừa luôn cho nó béo ăn cho nó đã. Mời cả nhà cùng ăn xôi mít với mình nha. Mời cả nhà cùng ăn xôi mít với mình. Sọc sọc hả chị? Mít Thái á. Thái. Ngon quá chứ. Bữa trước mình làm muối mít nhỏ xíu hơi da mỏng rồi hả chị Hồng? Ừ. Không phải da dày, không phải mà mít này. Mít dày mà bự nữa. Bữa nay mít dày mà bự. Cái này là gọi là cái món mà mít ôm xôi. Mít ôm xôi hả? Em vô liền giờ nè, em thấy chị ăn em thèm muốn chết. Thơm ngon, béo mà.
ngọt cũng vừa ăn. Nếp dẻo ngon ha. Rớ bánh ngon. Mời cả nhà cùng ăn xôi mít với mình nha. Xôi vừa. Thôi béo mà. Chị ăn xôi không đi. Xôi với mít vô ngon ha. Mình gỏi cần ăn với mắm mẹ. Công nhận cái muối mít này thịt nó dày quá chị Ngọc. Quá bự luôn. Mẹ ăn sao xong đi. Ơi béo. Mẹ ăn nãy giờ mấy béo quá mấy cục rồi. Sao còn nóng quá hết tới luôn á. Ngon á. Ăn đi con vậy hả? Con no rồi nãy giờ ăn tước. Mà hầm xôi bán được bà không thấy gì xôi khéo. Ai dòm vô mít cho chị? Không có mình ai dòm cho chị không? Thôi em vô phụ. Đừng lên. Nó tới cái khâu đó cái. Vậy là nhanh nhanh. Bị 5 giờ thì còn ngủ. À chị em lâu mới không được ăn rau mít cho chết. Sáng giờ 50 cục vậy. Không cái hàm không nổi em nói vậy. Giờ ai giờ 50 cục chưa, chưa còn 4 chục. Em sao em không nổi hả? Không nổi vậy. Vì là mai ăn lúa rồi nhận một trẻ 20 cục. Chết luôn. Tháng đó dư gạo. Em sợ vậy nên em không phụ chứ lý do gì. Mà ăn cục sâu no lâu không mà. Đi làm cái gì con, tới trưa luôn cũng còn được nữa. Còn mình ăn ăn cháo thì nó no đói. Hai cục nữa, chị đừng nói. Em ăn miếng mít này cho hết. Anh ơi, chị nhịn với em gì? Cái cục này sôi nhiều mà. Chị ăn lấy kinh nghiệm đi, ăn dồn bán. Rồi, lấy kinh nghiệm rồi. Vì mai bán nha. Mà em ra phụ nha. Bán được chứ, không mấy phụ chứ. Chứ mình chị sao chị dồn cho nó được. Có dồn được. Cục về bán bao nhiêu rồi chị ơi? Chị hai 1.000 hai cục. Đâu 1.000 hai cục. Sau 5.000 có chút xíu rồi nha. Chút xíu rồi mà ơi. Cái này nước cốt dừa ở trong đây nè. Rồi đường nè, rồi nếp nè, rồi còn mít nữa. Tiền mít nó nghe thêm. Đêm lần hà mình đừng cho nó cười không. Mình hiếp hiếp lại. Vậy là cục sao nhỏ. Đừng cho cười không. À. Nhiều đây lấy nhiều đây 6.000 nè, 1.000 động cục nhiều đây 6.000 nè. Sáng nhà 6 người mua 6.000 rau vậy ăn. Ngàn cục. Đâu ngàn cục. Chứ chị cũng bán 2.000 hay gì? Trời ơi đó. Em chị ế lại. Em không mua à. Chưa bán mà nghe vậy là biết ế chắc vậy. Em không mua. Em muốn mua. Quát lắm. Qua mắt vào. Em 2.000 chút 1 ký cũng lá. Lỗ. Chết mà. Ăn đó chị, không ăn nữa thì mình nghỉ nha. Chị hai còn ăn nữa nè, tay nhịp nhịp. Tính nữa rồi, đừng lấy cho em nha. Mới tính bóng cái lạnh nào mà tại em đâu. Thử xuống liền. Vậy nè, tính ái tới vậy nè. Đây em nói còn nhiều nè, cái thôi, no rồi. Cũng nhảy, bỏ xuống.
Nói nhiều thiệt. Clip của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Nếu yêu mến kênh Ăn Nhỏ Miền Quê thì nhớ nhấn like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ. Còn bây giờ thì gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.